Thưa quý vị và các bạn, Đà Nẵng là một trong 10 địa phương đầu tiên của cả nước phải hoàn thành việc cấp căn cước công dân có gắn chip cho 50% người dân trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Để thực hiện mục tiêu này, công tác tổ chức cấp căn cước công dân đang được thành phố Đà Nẵng triển khai tích cực và cán mốc tiến độ đều được đảm bảo. Thời gian cấp căn cước công dân mỗi lượt chỉ có khoảng 5 phút, tạo thuận tiện tối đa cho người dân. Đã hơn 23 giờ đêm, nhưng điểm cấp căn cước công dân tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng vẫn hoạt động. Với sự quyết tâm của cán bộ làm nhiệm vụ, cùng sự ủng hộ tự nguyện của người dân, hiệu suất cấp căn cước công dân ở đây luôn vượt mức trung bình. Đơn cử có ngày, hai tổ công tác ở Đà Nẵng hoàn thành việc cấp căn cước công dân đến 700 lượt người dân. Đây là một tiến độ kỷ lục ở Đà Nẵng và cả nước. Ban đầu là mình làm 3 ca, mỗi ca 4 tiếng là 12 tiếng. Sau đó mình tăng thời gian lên 15 tiếng, 17 tiếng. Cái thứ ba là về trang thiết bị máy móc. Hệ thống trang thiết bị móc của Bộ Công an bố trí thì khá là tốt. Thỉnh thoảng cũng có treo máy nhưng mà cơ bản là tốt. Nếu không có hệ thống máy này thì cũng khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Hiện nay, tiến độ cấp căn cước công dân tại tất cả các quận huyện trên địa bàn Đà Nẵng đều đảm bảo theo yêu cầu. Bên cạnh việc tăng ca, thêm giờ làm việc cả cuối tuần, các tổ cấp căn cước công dân tại Đà Nẵng còn tổ chức thực hiện thủ tục rút gọn. Thời gian cấp căn cước công dân tại Đà Nẵng trung bình chỉ từ 3 đến 5 phút một lượt. Xác định là đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm và là một chiến dịch ra quân là làm căn cước công dân. Đối với công dân trên địa bàn quận Thanh Khê, lượng công dân rất là đông. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức động viên anh em để cố gắng là hoàn thành cái chỉ tiêu cũng như là cái gọi là chỉ tiêu pháp lệnh của bộ cũng như là của giám đốc mình có đề ra. Tại cuộc làm việc mới đây, Bộ Công an đánh giá cao tiến độ triển khai cấp căn cước công dân của Đà Nẵng. Trong đó, việc sử dụng thiết bị của cán bộ rất thuần thục, thái độ phục vụ mang lại sự hài lòng cho người dân. So với chỉ tiêu thì tôi thấy đang bám rất sát các cái chỉ tiêu đặt ra. Căn cứ vào cái chỉ tiêu cũng như cái yêu cầu đặt ra thì tôi hy vọng là Công an thành phố Đà Nẵng sẽ phục vụ nhân dân trong cái việc là thu nhận các cái thông tin để cấp căn cước công dân kịp với tiến độ mà Bộ trưởng đã quy định đối với cả 10 tỉnh, thành phố trọng điểm đến 30 tháng 4 sẽ hoàn thành. Hiện nay, tất cả các tổ cấp căn cước công dân tại Đà Nẵng đều tổ chức 3 ca, từ 6 giờ sáng đến 24 giờ đêm tất cả các ngày trong tuần. Với tiến độ hiện nay, Đà Nẵng không chỉ hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho 50% dân số vào ngày 30 tháng 4 năm 2021, mà còn đặt mục tiêu sẽ hoàn thành cấp căn cước công dân cho hơn 900.000 người dân trước ngày 30 tháng 6 năm 2021.